B. Phạm vi của thọ ấm Kinh văn Nhược hữu sở đắc, nhi vị năng dụng Do như yểm nhân, thủ túc huyển nhiên, kiến văn bất hoặc Tâm xúc khách tà, nhi bất năng động Thử tác danh vi, thọ ấm khu vũ Việt dịch như có chỗ sở đắc nhưng chưa dùng được ví như người bị bóng mộc đè tay chân còn y nguyên thấy nghe không lầm nhưng tâm bị khách tà không cử động được đó gọi là phạm vi của thọ ấm giảng như có chỗ sở đắc nhưng chưa dùng được ví như người bị bóng mộc đè Trước tôi đã nói về loài quỷ kiêu bàn trà là một loài yểm mị quỷ, thường dùng bùa chú để ếm cho người bệnh chết. Khi một người bị loài quỷ này ám, chân tay còn y nguyên không bị mất đi, thấy nghe không lầm hay mê muội, nhưng tâm bị chế ngự bởi quần tà, đến mức không cử động được, đây gọi là phạm vi của thọ ấm.